Đôi long, đôi long thì bao tiền? Dạ. Ba cây huyền này nó giống cái huyền này. À đây cây linh sa này. 25 triệu long. Là một cây gì? Một đôi. Ừ, ngon đấy nhỉ. Đôi long như nhau luôn. Ngoài trái lắm. Đôi long bằng nhau luôn. Như là song sinh ấy. Ngoài trái lắm. Đôi long. Cây me kia bao tiền mà? Cây me 25 triệu. 25 triệu. Đấy, sao cái này? Ờ đây. Ví dụ cây này thì bao nhiêu? 4 triệu. 4 triệu cây này. Nhiều quả quá nhỉ. Ông kia ông đang hát ồn quá, sâu vào đây sợ lại mất tiếng. YouTube nó lại đóng cửa video mình thì phải vậy. Đây thế còn cái này bao nhiêu ạ? 8 triệu. Đôi long này là 30 triệu một đôi luôn à. Này mà có nhà thờ một bánh mày này. Đôi long. Đôi long đẹp quá, nhà có cái nhà thờ đỏ, nhà cổ đẹp quá. Rồi. Hai cây rất cân đối. Thích ở cái là nó cân đối. Nó cân đối, chứ còn đẹp thì về làm được, làm biển về làm được hết. Chân bệ sau làm được hết. Quá nhìn. Hôm kia ông ấy hát hò ồn ào quá. Tự nhiên là cái sở thích người ta nhưng mình nó lại bất lợi cho mình. Tôi quay phim này nó thu nó không tốt. Đây này các bạn. Cây long này. Cây long. Con bên này nhìn nó hay cũng như nhau ạ, ngang ngang ngửa nhau. Đấy. Nó to mà để trong bóng rậm này thì tôi khó quay lắm, chịu quá, chỉ quay có bác lấy thấy loáng thoáng thấy yêu là ra mà múc thôi. Đấy. Thế còn cây này bà, thế còn cây này, cây me này, bà Vứ ơi, thế còn cây me này, 25 triệu. Mẹ giờ là ngọt đấy, bên kia cái này. Hả? Vâng. Cháu biết rồi. Nè. Giờ quá nhà ông kia ông cứ mở nhạc lên. Đây cái con sam trái sam này thì đẹp đấy. 5 triệu cây này. Đẹp đấy, loạt. Còn cái cây Hải Châu kia. 6 triệu. Cái rừng Hải Châu ấy đẹp đấy.
cái rừng Hải Châu đẹp đấy, nhưng mà bầy nó dày quá không nhìn được. Này dao động thì 8 triệu đến 2-3 triệu. Này ví dụ cây cây vừa bão giá này 5 triệu này, cây này 4 triệu vừa nãy vào 4 triệu, nếu tôi nhớ không nhầm lúc nãy quay. Hải Châu này hôm trước nhìn thấy hay lắm, quả nó đỏ chót luôn, không có lối nào mà chui vào. Rừng Hải Châu à, đấy. Của nhà bà ấy từ cái cây me vặt lá kia quay đổ về sâu vào bên trong kia. Đây có cái đôi long này thích này. Các bác nào nhà có điều kiện, cũng thực tế nó không nhiều tiền, thực tế nó là có cái không gian ấy, hoặc là cái nhà thờ hoặc là sân nhà cổ thì chơi đôi long này được. Nó không quá xuất sắc nhưng nó đẹp các bạn, đẹp. Chứ những đôi long nó rất là đẹp nhưng mà đôi này là lên tầm được rồi. Đống chốt thoáng và nó cân nhau, hai cây nó cân nhau. Chơi long là chơi một đôi. Làm cho một đôi. Đây. Bây giờ có một cây me nữa, na ná cái cây me này. Xăm núi nhiều lắm các bác. Nên nó khó quay, tôi nhìn cái chi chít này tôi không biết đặt chân vào đâu được. Để quay những cái nhỏ nhỏ này thì phải lùa vào tận nơi. Cần thăng mà 200-300 nhiều lắm. Những cái loại này là 200-300 này. Đấy. Cái cây ở trong cái lọ này là bao nhiêu bà? Trong cái lọ 5 triệu. 5 trái. Còn cây phi lao này bà? 5 triệu. À đây đẹp đấy. Bà có cái chậu đẹp quá nhỉ? Bà có cái chậu đẹp quá. Cái chậu đẹp nhỉ. Nghĩa là mua cái chậu chỉ mua cái cây chỉ để lấy cái chậu. Chậu nó dày chắc chắn lắm. Đang ốm quá. Phi lao này. Đang quan tâm cái chậu quá đâm mình quên mất cả quay phi lao. Tối quá các bạn. Quay còn khá đi. Cái phi lao đẹp. Đẹp. Phi lao đẹp. Phi lao đẹp. Nặng. Nặng lắm. Nhìn này nặng. Cái chậu này đã nặng. Cái phi lao rất là mướt. Các bà ở đây tận dụng diện tích lắm nhưng tôi không thể quay được hai mặt. Thế này, tôi lùa qua đây. Đấy. Chỗ này mà về trồng lan tết đẹp. Kiểu theo kiểu men dạn ấy. Rất dày, rất vững chắc. Chỗ ngày xưa người ta làm rất vững chắc. Đây, cây xanh này thì bao nhiêu tiền bà? Cây xanh ấy là cô bán 2 triệu. 2 triệu. Cây xanh đẹp mỹ mà. Đấy, thấy chưa? 2 triệu bà. Ông bà đẹp xem nào. Đấy. Láng làng đây. Rất cổ thụ đây. 2 triệu bạc thôi. Mua nhanh không mình khác mua mất. Đây mai chú Thủy à? Đấy, bao nhiêu tiền cái này bà? 5 triệu. 5 triệu.
Mai Nu đây, 5 triệu. À đây cái đôi tầng này thì chắc nhiều tiền nhỉ. Đôi tầng 5 triệu. Đường kính gốc 30. 50 triệu một cây đúng không? Đấy, đường kính gốc 30 cao 4m rưỡi. Cao 4m rưỡi đấy nhá. Đấy, nhìn chưa? Tháp Tùng. Cô vào lên cái khóm hoa cái này, lên qua mưa cái này. Tháp Tùng. Ở đâu? Đấy, thân lên này. Tháp Tùng. Trong cái còn mấy khóm để lên các cái mặt lớn nữa. Nào điều kiện mua về cho cháu chơi Noel. Mặt đơn đây hả cô? Mua về cho các cháu chơi Noel. Trèo được. Cây thật. Đấy, được. Điều từ đếm xem 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cả quả phúc là 9. Cái này cũng vậy. Rồi, cảm ơn các bác. Video khá là nhiều thông tin cho anh em săn cây đấy. Ví dụ như đôi lòng này, cây phi lao. Anh em và một số cây săn trái săn núi này thì cho anh em chơi mini. Các bác nhé, ra vào vẫn chợ Vạn Phúc nhé. Chợ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội nhé.